Một tài khoản Facebook có tên là P đã bức xúc đăng tải dòng trạng thái khá dài với nội dung là tố nhà hàng sushi Nhật Bản M kinh doanh theo kiểu treo đầu dê và bán thịt chó, thu hút rất nhiều người tranh cãi bởi nhà hàng M vốn rất nổi tiếng và có nhiều thực khách trung thành. Chị P chia sẻ, và sau đây là cú lừa ngoạn mục của chị quản lý. Bọn mình là hai bà bầu nên gọi hai suất buffet, hai con gái đi cùng vì chúng ăn ít nên gọi cơm chiên cá hồi riêng. Khi nhân viên bê suất buffet cho hai người ra, trong đó gồm các món như ảnh, trẻ con nhà mình nó đã lỡ thò cái tay vào cầm một miếng bánh chiên bé xíu và một miếng gà rán bé xíu là thức ăn trong hai ô màu đỏ được gọi thoải mái. Lúc sau, mình gọi thêm hai đĩa này để hai mẹ bầu ăn thì chị quản lý xông ra và nói, dù trước đó chưa một lần nhắc nhở nha, vì trẻ con nhà em vừa ăn nên bọn em không được gọi hai món này nữa. Ô, vậy là hai đứa trẻ con trót lỡ sờ tay vào ăn hai miếng thịt nhỏ xíu nên chị cấm em không được gọi hai món đó luôn. Có mỗi hai món đó có đạm thì chị cấm bọn em không được ăn, còn lại rau đậu thì bọn em ăn thoải mái. Và tiếp theo sau đó là một loạt những thái độ đáp trả rất khiêu chiến của chị với bọn em. Thế là bọn em bỏ 400 ngàn ra chỉ được ăn rau củ quả ạ. Sau khi bài viết trên gây xôn xao mạng xã hội thì phía nhà hàng đã lập tức lên tiếng phản bác. Tuy nhiên, thay vì giải quyết sự cố bằng cách liên lạc riêng với khách hàng thì nhà hàng M lại đăng một đoạn status dài không kém chị P để phủ nhận lời tố của chị, để chế độ công khai trên trang fanpage và dọa tung clip bằng chứng. Ngay khi nhân viên mang món khai vị ra, hai cháu nhỏ đã sử dụng đồ ăn trong set buffet của hai chị. Khi được nhân viên góp ý về nguyên tắc ăn buffet, chị P giải thích là các cháu chỉ ăn một chút. Tuy nhiên, trong những món tiếp theo sau đó, hai cháu bé vẫn tiếp tục sử dụng đồ ăn buffet mặc cho nhân viên phục vụ liên tiếp góp ý. Nhà hàng có clip ghi lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra. Sau đó, chị P yêu cầu nhân viên tiếp tục mang thêm ra món bánh hải sản kiểu Nhật và gà chiên furai có trong set buffet đã được hai cháu nhỏ ăn hết. Do chị P kiên quyết không đồng ý trả tiền cho lượng đồ hai cháu nhỏ đã ăn, quản lý nhà hàng đã xin phép ngừng phục vụ món này. Vì vậy, chị P đã tức giận, mắng mỏ quản lý và nhân viên phục vụ, sau đó đưa tin về sự việc theo hướng chủ quan lên Facebook và một số diễn đàn. Như vậy, khác với những gì chị P kể lại, nhà hàng đã lập luận khá mạch lạc rằng chị mới là người sai khi cố tình cho cháu mình ăn ké đồ buffet. Hầu hết các nhà hàng buffet đều có quy định riêng để tính tiền cho trẻ em, chẳng hạn như là miễn phí trẻ cao dưới 1,3m và trên 1,3m thì tính tiền như người lớn. Vì lý do này nên hàng trăm thành viên mạng đã lao vào chửi mắng chị P thậm tệ rằng đi 4 trả tiền 2 mà còn đòi bốc phốt. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nhà hàng cũng ứng xử chưa phù hợp, đôi co từng tí một với khách. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng chia sẻ với Sen Vàng TV nhé!